Đó thì chắc là mọi người sẽ yêu cầu mỗi người một bài mà cũng không thể đáp ứng được. Nên mình đang nghĩ tới bài gì mình hát bài đó ha. Những cái bài mà có mình hát được đây là các bài buồn. Mình không hát nhạc vui được. Nên là mọi người tất cả mình hát lên đi chị bài hát Khúc Thủy Du. Nhưng mà từ lúc mình hát bài này xong thì Quang Dũng không hát bài này nữa. Mọi người nghe thử lý do tại sao.
Cảm ơn các bạn, wow, một giọng hát đầy động lực.